Rồi, đây là điểm ngữ pháp mới. Có giống như là điểm ngữ pháp cô shippo mà chúng ta học không? Không có gì khác cả. Chỉ có khác một điểm duy nhất, đó là có hata vào. À, để chúng ta xem khác biệt với lại cô shippo và cô shippo hata, cô shippo heo này có gì khác nhau các nha các bạn. À, cô shippo heo, cô shippo hata diễn tả ước muốn, mong muốn của người thứ ba, của người thứ ba. Cô shippo heo, cô shippo hata cũng là thể hiện ước muốn, mong muốn đó, nhưng mà của người thứ ba, các bạn nhớ nha, của người thứ ba. Vị trí cũng đứng sau động từ hoặc tính từ thôi, không có gì khác với lại cô shippo rồi hết. Tiếng Việt thì chúng ta dịch là muốn. Nào, để xem cái điểm ngữ pháp này rõ hơn thì chúng ta qua phần sau nha. Thùng ra cô shippo heo. Thùng ra cô shippo heo. Ở đây viết cách nha bạn. Shippo heo chúng ta viết cách có khoảng cách ra nha các bạn. Rồi, để xem nào. Suta vita. Viết và đọc có bạch chim và không có bạch chim. Vậy thì ở điểm cô shippo heo này có ư ở trong đó không? Điểm ngữ pháp này không có ư. Cho nên động từ hoặc là tính từ có bạch chim hay không có bạch chim gì thì cũng rất là dễ. Chúng ta không phải nhức đầu là có mất quy tắc hay không. Chúng ta chỉ việc bỏ chữ tà đi. Rồi sau đó gắn cái điểm ngữ pháp ấy vào đuôi câu đó thôi. Sugo shippo heo và ilko shippo heo. Đúng không nào các bạn? Viết cách chữ này ra nhớ các bạn. Khoảng cách ở đây nha, nhớ nha. Rồi tiếp tục nào. Manderda và thịt tà. Lúc nãy điểm umion có bất quy tắc. Nhưng ở đây có bất quy tắc không? Không có bất quy tắc. Dễ à? May làm sao là nó không có bất quy tắc đúng không các bạn? Thế thì bây giờ chúng ta bỏ chữ ta đi và gắn cái đuôi câu cô shippo heo vào sau động từ này thôi. Và chúng ta có mandu cô shippo heo và thịt cô shippo heo. Không có gì khó cả.